Xin chào các bạn nha, hôm nay á là mình đang khoan một cái lồng đèn nè các bạn. Tới mùa trung thu rồi các bạn ơi. Hôm nay là mình đã chuẩn bị những cái lồng đèn để cung cấp cho khách hàng gần xa nha. Hôm nay là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, một số bạn mà chưa biết khoan á, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn khoan một cái bông 5 cánh, một cái bông 6 cánh, một cái bông nhiều cánh và một cái nhị. Hôm nay mình sẽ thực hiện từ từ cho các bạn xem nha. Trước tiên mình sẽ thực hiện một cái nhị gồm có 3 lỗ khoan cho các bạn coi nha. Đây là cái lỗ cái nhị, điểm này nhị nở, còn cái này mình nhiều người nhìn ngược lại như thế này các bạn, là cái nhìn ngược lại. Đây là cái nhị nha, cái nhị là ba lỗ như thế này. Rồi sau đó khoan bông 5 cánh các bạn. Rồi lỗ thứ nhất, này là cái tâm của cái bông nha. Rồi mình sẽ khoan lỗ thứ hai. Rồi khoan lỗ thứ ba. Đây khoan lỗ thứ tư, cái cánh này là cái cánh thứ ba nè, cánh thứ nhất, cánh thứ hai, cánh thứ ba. Rồi mình đã chia như thế này rồi ha. Rồi cái hai cái cánh còn lại mình cứ canh ngay giữa như thế này được khoan. Đó các bạn thấy cái bông không? Rồi mình có thể là khoan thưa ra mà mình khoan khít lại vẫn được nha. Đây mình sẽ khoan khít lại cho các bạn coi nha. Đây cái này là khoan thưa, còn cái này là khoan khít nè. Thì cái khoan khít thì như vậy thì mình sẽ đẹp hơn nha. Và sau đây mình sẽ thực hiện cho các bạn cái bông 6 cánh nha. Thì bắt đầu là mình sẽ bắt đầu từ cái tâm trước. Rồi cái tâm mình sẽ đi cái mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm, mũi thứ sáu. Thấy các bạn thấy không, rất là đều ha. Khi mà mình đã đi theo cái công thức như vậy á, thì cái bông của mình rất là đều nha các bạn. Rồi mình sẽ khoan lại cái bông 6 cánh cho các bạn xem nha. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm, mũi thứ sáu. Đó, được rồi các bạn. Hay là mình sẽ đi một vòng tròn như thế này. Đây là loại lồng đèn khô các bạn ơi, mình đang khoan và chuẩn bị cho cái mùa khô sắp tới rồi các bạn. Đây là những cái cành cánh, cái cánh một cái lá, cái này là cái lá, bốn lá. Và để thực hiện tiếp tục cái loại bông tiếp theo á, thì mình sẽ chuyển qua là một cái lồng đèn khác các bạn. Đây là một cái lồng đèn mình gọi là đít thô. Thì cái phần này thì nó giống như một quả bên lông ha. Cái này nó thô, quả này nó bóng. Thì bây giờ mình sẽ khoan. Khi mình đã khoan xong thì mình sẽ đổi thành lỗ khoan khác.
khi mình đã khoan được cái lỗ to như thế này á, thì mình sẽ bắt đầu khoan những cái mũi nhỏ vòng vòng như thế này nha các bạn. Rồi mình tiến hành thôi. Thì thấy cái hoa văn như thế này thì các bạn cũng phải canh nha. Mày cũng phải canh cho thật là đều mới đẹp nha các bạn. Một số cách khoan bông mình hướng dẫn cho các bạn nha. Mong các bạn mà mới khoan á, mới biết khoan á thì sẽ biết cách khoan để cho nó thật là đều và đẹp nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Cảm ơn các bạn thành công nha.